I hết chi đồ luôn, hết chip luôn, ok? I hết kẹo luôn, không phải quan kẹo. Con đang nói chuyện với ai vậy? Con chuyện với cô chú. Ủa con nói chuyện sao con không chào cô chú? Chào cô chú đi, con chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào cô chú. Cô chú có khỏe không? Chào cô chú khỏe không? Chay khỏe lắm. Khỏe lắm. Khỏe ru. Khỏe ru. Nói lớn hơn con. Con khỏe không? Ừ, con khỏe ru đúng rồi. Mẹ tên gì á? Julia. Bậy à, mẹ nào tên Julia? Yeah. Mẹ tên gì? Mẹ tên Ngọc. Mẹ tên gì? Tên gì? Tên gì? Ngọc. Ngọc hả? Mập cái gì Ngọc? Bổ gì? Bổ ngạc. Bổ ngạc. Ba tên gì? Ba tên Queen. Ba tên Dwayne. Con tên gì? Con tên Jay Skyhorn. Học Jay Skyhorn, đúng rồi. Ok. Đúng rồi, phải không? Dạ. Rồi cô chú tên gì? Cô chú tên Venice. Con gì? Venice. Cái gì cô chú tên Venice? À, ai đây? Ai đây? Ba nào? Ba nào? Có ăn không? Bà ngoại. Bà ngoại gì? Bà ngoại. Bà ngoại gì? Bà ngoại Năm. Bà ngoại Năm hả? Dạ. Bà ngoại Năm bán gì? Bán cho bán mẹ qua nại trai. Mẹ có nghệ hoa nại trai. Ờ mẹ có chị hoa nghệ tây. Mà ngoài năm đâu bán chị hoa nghệ tây. Ngoài năm bán xa gì? Saffron. No, không phải saffron. Saffron là tiếng Anh của chị hoa nghệ tây. Nhưng mà ngoài năm bán xa gì? Xa gì? Xa tây. Xa tây. Đúng rồi. Còn bà Nhung bán gì? Bà Nhung bán gì? Bà Nhung bán gì? Chips. Bà Nhung bán chips. Bà Nhung bán collagen. Collagen. Đúng rồi. Rồi 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 con bà ngoại Việt Nam bán gì không biết con không biết luôn. Rồi đây nè, nè nãy về dụ để ăn cái này nó nói quá trời luôn nè. Đó, bú bình sữa đây cho cô chú coi, con làm gì là đổ ra hết. À con muốn chấm như vậy hả? Chấm vậy nè ngoại, đó chấm vậy nè ngoại, rồi bắt đầu ăn nè ngoại. Đã không? Đã không? That's sour. Is it sour? Yeah. Nó nói này chua quá à cô chú ơi. Cho cô chú miếng đi. Cho chú. And it's too big for him. For who? For big for him. À nó nói cái này bự quá cô chú ăn không được. Sợ vậy sợ. Nó ăn được. Không, ý nó nói nhỏ mà nó nói bự á. Ừ, nó nói ngược lại đó. Ừ, nó nói ngược á. Con là con mình con biết hiểu nói gì à. Ừ. Thương lắm. Qua con nhà, qua nhà ngoại chơi vui không? Mommy, it's sugary. Cái gì? It's sugary. It's sugary? Yes. Mẹ biết con thích nên mẹ mua cho con đó. Con có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Ừ, đúng rồi. Mẹ tên Bổ gì? Bổ Ngạc. Bổ Ngạc. Bổ Ngạc. Mẹ bán gì? Nhị hoa nghệ tây. Cô đọc số điện thoại của mẹ cho cô chú nghe coi. 2248. Nói đi 248. 248. 495. 495. 3245. 3245. Nói đi. Nói 3245. Ôi trời ơi. Ăn với chay nữa. Hả? Ăn với chay nữa. À bà ngoại ăn với chay nữa hả? Dạ. Bà ngoại ăn gì ạ? Sầu riêng. Đúng luôn, bà ngoại ăn sầu riêng, đúng rồi. Nó nhìn thẳng, nó thấy Thiên Phượng đang ăn sầu riêng, nó nói, trời ơi, ăn với chay nữa, hỏi ăn gì ăn sầu riêng. Rồi mẹ có cho mẹ ăn gì không? Con ăn sầu riêng giống nhau, sầu riêng. Ăn sầu riêng giống nhau. Giống nhau. Bà ngoại ăn hết rồi. Mà tối mẹ uống cái gì mẹ ngủ ngon? Sức khỏe đến ghê. Uống sức khỏe đến ghê ghê hả? Mà mẹ uống cái gì mẹ ngủ ngon? Để ngủ ngon là mẹ uống cái gì? Con? Mình remember sugar này, ok? I remember, sweetheart. But what do I drink at night? The yellow stuff. What do I drink? Mẹ uống cái gì mà vàng vàng á? Cái ly gì vàng vàng?
Trời ơi, nó để ý, nó nhớ hết luôn, hay nữa, trời ơi. Tối mày uống nguội nhị hoa nghệ tây đấy, mày ngủ ngon hả? Giỏi. Trời ơi, cái mỏ ăn rồi. Ăn gần gần cho cô chú coi ra nó ngon nè. Đó. Thôi, ôi, nó ăn ngon quá cô chú ơi. Cho cô chú ăn không? Trời ơi, giống nhau. Giống nhau. Thôi đừng có quẹt lên. À, con tính làm xong môi hả? Đẹp quá. Ui trời, xong môi này ngọt ngào quá. That's so sweet. Đó. Mẹ bỏ xuống đây. À, bỏ bỏ xuống đây. Rồi á, ăn cho cô chú coi đi. Hồi nãy mẹ với dì Ni đi mua về cho con đó, phải không? Dì Ni lịch sự lắm á nha. Đi vô lấy đồ là hả, đồ nào nó lấy là nó muốn trả tiền á. Con người ta sống kiểu Mỹ mà. Chứ không phải đi với chị Ngọc là chị Ngọc phải trả tiền. You unwrapping fire. Đúng rồi. Bịch của nó là nó cầm. Rồi cái con kêu bỏ xuống đi, Ngọc trả luôn. Nó hối cái này để đi trả. Còn nó thôi ba cái này bánh gái có gì đâu. Rồi nó mới bỏ xuống đó. Chứ còn không mình, nếu mà mình để cho nó trả không, nó cũng bình thường mất á. Chứ không phải là ừ trời đi với chị Ngọc chứ không có trả tiền cho mình là kia không đâu. Mỹ sống vậy đó. Mày đâu nghe gì đâu. Mommy, you need my drink, Mom. Còn mà mua xong là cảm ơn chị Bảo Ngọc đàng hoàng. Nha, cảm ơn mua xong là cảm ơn. Cảm ơn bữa năm. Ừ, cảm ơn rồi đàng hoàng. Mới mốt chơi phải học theo dì Ni nha. Nha không? Ai mua gì cho con là con phải cảm ơn người ta nghe chưa? Người ta đã bỏ tiền người ta ra cho mình, tại vì tiền người ta làm cực khổ lắm. Mẹ cái nắp đeo. Đây này con, cái nắp này con. Khi mà một ai bỏ ra mua cái gì đó cho con là con phải biết ơn người ta nghe không? Chỉ là một, dù là một cục kẹo con cũng vẫn phải biết ơn nghe không? Tại vì á, cái tiền người ta làm cực khổ lắm mà người ta bỏ ra người ta mua cho mình, có nghĩa là người ta thương mình, hiểu không? Nên mình phải biết ơn người ta, hiểu không? Con không bao giờ được quên những người nào yêu thương con, và con không được bao giờ phản bội những người nào đã đi giúp đỡ con, nghe không? Nghe không? Bây giờ con không hiểu nhưng mà từ từ sau này nó sẽ thấm vô người con. Sữa mẹ ơi. Hả? Sữa. Ừ, sữa. Nhớ nghe chưa? Không bao giờ được quên những người nào yêu thương mình. Và không bao giờ được phản bội người nào đã giúp đỡ mình. Nghe chưa? Giống như cái sữa. Ừ, giống như cái bình sữa. Thật chấm bừng. Oh my god. Ừ. Chị hiểu khác á. Ừ. Đừng có nhìn xéo nữa chay ơi, mẹ mệt cái nhìn xéo của con quá à. Tại sao vậy? Tại sao con không nhìn cái đầu con nhìn thẳng mà tại con lại nhìn xéo? Con nói cho mẹ nghe coi, con biết con nhìn sao không? Con nhìn này nè chay, chay con nhìn gì nè chay. Đó con nhìn vậy đó chay. Mà người... Má chứ. Ý nó kêu đừng nói nữa. Nè con phải nhìn như vậy nè. Khi mà nhìn thẳng như nè. Chứ con không được nhìn vậy, nhìn vậy là sai. Đúng rồi, nhìn thẳng vậy đó con. Đúng rồi, để cái tay nhìn thẳng vô. Không có được nhìn xéo nữa. Càng ngày mày thấy con càng nhìn xéo đó. Lâu lâu cái là bớt. Được, còn giờ bây giờ nhìn xéo lại là lý do làm sao? Dẫn đi bác sĩ nha. Mẹ con ăn kẹo. Con kẹo sao? Con ăn kẹo. Con đang ăn kẹo mày biết rồi, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Thôi bây giờ xuống đi, bây giờ đi xuống đi. Muốn cô chú nữa hả? Không. Đi xuống chơi với ông Đủ. Không, đi xuống với ông này. Ông này nào? À, cầm điện thoại đi xuống luôn hả? Trời ơi, nó kêu đi xuống là cầm điện thoại xuống luôn. Rồi, đi xuống, mày vòng xuống, té không? Té, té. Rồi, đi xuống, đó. Chú ơi, that's my candy, no one want to see it. Oh, that's your candy? And you don't want, you want what? Don't see it. And you don't want them to see it? Yeah. You don't want anyone to see it? Yeah. Can I have some? Okay. Mm. Look at it. Phải liếm hả? Yeah, phải liếm on my side. Okay. À, phải liếm mà con làm cho mẹ ăn thử coi. Mommy, I can't. Mày cầm kìa. Mommy, I can't. Cầm điện thoại cho mẹ coi. Rồi. Rồi. Rồi làm cho mẹ ăn thử rồi mẹ thấy ngon không?
món mà Lâm bắt trước mình mua ăn thử coi. Ui trời, ngon nè. À, phải liếm ra. Ngon nè. Ngon không? No no no, I love you more. Yeah, no no, I love you more. No no no, I love you more. No, I love you more. No no no, I love you the most. I love you most. No, I love you the most. Love you, love you most. I love you. I love you. Oh, 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 ngon quá. Ngon ngon. Ngon quá. Uống nước không? Đúc tiếp nữa này. Nước ngoài nè. Ngon quá. Uống chè giỏi quá. Ok, ai ngồi ngồi vô. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt trong ngồi ngồi biết nè. Ăn nè. This one, okay? Ngon quá. I like this one better, okay? Nói tiếng Việt. Ngoại ơi, con thích cái này hơn. Con thích cái này hơn. Ngon giỏi. Ngoại ăn cái này. Ngoại ăn cái này. Không phải, không phải. Cái này, cái này, cậu. Ngoại ăn cái nào? Ông ngoại chứ cậu gì? Ừ, giỏi ta. Vậy ăn giỏi lắm á. Vậy ngoài giỏi lắm á. Ngon à. Ngon quá. Chị ăn hết của ngoại rồi. Em ăn ok. This one more here, ok. Which one my? Which one your, đấy. Cái này của ông, cái này của con nghe. Không, cái này của con. Cái nào của ông? Hả? Của ngoại là cái nào? Dần hết trơn của ngoại. Ôi xạo. Ôi ăn cái đó có cay. Cay xạo không? À. Cay không? Không biết nước được không? Ê nước này, nước này, đứa này ngồi đi coi. Ý đảo ta. Ú gieo nước giỏi vậy. Rồi chơi dần hết của ngoại rồi. Không cho ngoại ăn nữa rồi. Ngon quá. Ngon quá con ạ. Hả? Con ăn hết luôn hả? Không. Con ăn hết không? Lên ít coi chừng té. Đứng lên, đứng lên, đứng lên kìa. Đứng lên đằng hoàng coi. Té xuống cái là đứt. Ngồi ra đó. Đứng ra, đứng lên. Con muốn ngồi ra không? Dạ. Ok. Đó. Wow, that's so big. It's a bit, it's a bit. Đừng có xạo xạo. Ráng ăn cho hết đi kìa. Bây giờ cái nào của ông ngoại? This one my. And this one your. Đấy. This one my. Which one my? Ok. Rồi cái này của ngoại phải không? Đúng không? Dạ đúng. Good girl. Ngoại ăn. Ngon quá. Ngon quá ta. Ngon nhất rồi hả? Về hả? Nước rồi. Mười mươi nữa. Không chưa chưa ăn chưa. Đó 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 té thấy chưa, không có ngồi đứng kế bên tôi nói thiệt. Good. Ai uống qua đây? Con uống qua đây không? It's mine. Okay. No, 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 no. Con nói ông ngoại uống nước, con ông uống sữa. Con uống sữa. Con uống sữa. Ông ngoại uống nước. Không giận đâu hả? À, ý là ngon lắm mà sao không cho ngoại giận đâu. Hờ nó nói ý nó tự giận đó. Tự giận đó. À cái tay tự giận đó. Mình đi xuống rồi. Anh nhìn thật ông ngoại. À ý là con nó để cái tay xuống trúng vô cái miếng bánh pizza của ngoại đó. À không có đụng cho miếng bánh pizza của ngoại nha. Bây giờ ngoại ăn nữa nha. Ăn từ từ ok. Ngon là nhanh lắm á. Oh, good, 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 good. Ăn từ từ ok. Bây giờ ông ngoại ăn nữa nè. Yeah nè. It's my right. All the things. Ok. Giữ tay, giữ tay. I'm in who about this.
Ngoại ơi, còn cái này nữa nè. Không, cái này của con. Không, I can't. It's your. That's so hot. I can't. I want to buy this. Okay. Mà này đâu có nóng đâu mà. À, chú lũ xuống kìa. Cái gì chế biến? Là anh bị này, không có bên này. Cái đó là kêu bằng cái gì? Pizza. Pizza, giỏi lắm á. Bánh ngọt quá chừng kìa con. Nè, đúng rồi. Đúng rồi, con hấp bót không? Ăn lũ mới mùa sáng thôi. Lũ mới mùa sáng thôi. Đây, you want it? It's a big hot dog. It's a big hot dog. Ăn không? Ăn cần hâm lại không? Thôi khỏi chú luôn ơi. Hâm lại nó mất công, nó nóng rồi, nó bắt đầu nó ẹo, tới nó ẹo lui mệt đó lắm. Ăn ăn hốc đốt không à? Ý, giỏi ta. Ngon không? Dám biết. Giỏi vì hát chất. You like hát chất better than pizza? You wanna try it? Nó hỏi ông ngoại có muốn thử không? Ngon quá. Quá ngon luôn. Dạ. Rồi em ngồi lại cho. Ý giỏi lắm á, dịnh cái áo kìa. Ư, coi chừng ướt số cái áo à. Okay. Bị ướt cái áo hoài cái gì? Thấy chưa, áo bị ướt nãy là dơ nè. Chị đi bận. Chị bận áo đẹp quá ta. Ừ. Trong lũ bận với coi. Trong lũ mượn không? Chị có cộng với chuyện tờ lớn dữ ta. Just speak for me. Just speak for me. Ở trên cái thì để lộn ngược rồi. Con ăn hot dog không phải không? Ý, để em ngồi lấy cái hot dog không nè. Ừ, ăn hot dog không mà. Ừ. Đúng rồi. Ăn nhiều lắm. Ngon lắm á. Ừ. Ý. Ăn bánh hay hot dog? Ngon lắm á. Bước. Ăn đi, xé ra làm chi. Ừ, ngon quá ta. Ừ. Đã quá. Lắp lên đâu rồi? You don't like it anymore. Just leave it, okay? Just leave it? Xong rồi đi rửa tay con hả? Không. Đó, để con đưa mọi đỡ xuống. Đi rửa tay, đi rửa tay. Này ông Lũ lấy khăn giấy cho chay kìa. Ăn lít vậy nè, lít kinh. Ăn thêm đi. Cái đi trong ngoài á, đi trong ngoài lao á, giỏi ghê chưa? Để ngoài dung nước la tay theo kia nè. Chắc dở quá vậy hay sao nó chơi quá. Phải, nãy giờ ăn nhiều rồi. No. Pizza and hot dogs, a big hot dog. Ôi ơi, nó lại nó kể cho bà ngoại là nó ăn pizza với ăn lại cái hot dog bự á. Nhưng mà con vừa nói xạo, con nói con rửa tay rồi. Con muốn ăn chips nhưng mà hồi nãy con nói xạo. Ê, bỏ cái quần xuống. Cho tay đi con. Con xạo. Lấy tay ra, lấy cầm lên, lau hai tay đàng hoàng. Con nói xạo là con chưa có rửa tay mà con nói con rửa rồi. Tay đó. Ông ngoại nhúng nước ướt cái khăn đó. Con khó rồi, con khó. Nhìn thẳng rồi. Con khó thẳng rồi. Lau tay đàng hoàng, em ngồi cắt giấy nè. Ngồi thương. Chê gít ghê á. Rồi, lau tay đi em ngồi cắt. Tắt đèn của mày chứ đâu. Hả? Tắt đèn của mày. Rồi. Đứng im lại. Nè. Đây. Sạch sẽ ngon lành. Con nói làm sao? Con nói sao? Cảm ơn ông ngoại. Sorry. Xạo. Cảm ơn ông ngoại. Cảm ơn ông ngoại. Giỏi lắm. I love you. Say I love you too. Love you too much. Yeah, I love you too much. Want chips too. Want chips không? Yeah. Biết luôn á. Chips nữa hả? Ăn nữa hả? Ponytail. Chips ăn cái bịch hồi nãy lúc mà chưa ăn hết đó kìa. Nha. Yeah. Trời ơi, nó biết tôi để cái bịch chips ở đâu có được đời không? Cái bịch chi đồ chứ. Không, mẹ đặt quá chứ đó không. Nè, xuống đây nói cho dễ rồi ăn được nào. Ăn cái nào? Okay. That's hot. No, it's not hot. No, no fruit snack. No, no, no fruit snack. Okay, you want that one? Okay. Rồi, mẹ mở ra cho. Cái đó là Nutella đó con. Nutella. Wow. Sweet
Chấm sô cô la. It's a soft. It's a soft. Nó cái đó mềm lắm cô chú. Okay. Like trời ơi trời, nó kẹo sô cô la mềm y như là cái mấy cái con gấu bông của nó vậy đó, có được không? Gấu bông của nó kêu bằng em á. How is it? Good. Good. You like it? Just one more. One more. Okay, ăn thêm miếng nữa đi. Trời ơi, nghĩ sao mà nó kẹo sô cô la mềm và dẻo y như là em của nó vậy đó, có được không? Let's do bigger. Ừ, con lấy cái bự hả? Nói tiếng Việt coi. Ăn không à, mệt quá đi. Cái gì nữa? Này chips. Ăn gì nữa? Sugar. Nè, con nói sugar hả? Con nói sugar. Con nói con ăn Nutella. Nutella. Ừ, Nutella. Uống gì qua ngày tay giờ buồn ngủ rồi đã. Em lơ cái em muốn nằm luôn ngủ luôn á. Tại nghe cậu hỏi chứ ngủ luôn rồi. Phải con mắt nó muốn nhắm nhắm không? À, đúng rồi. Muốn sập xuống luôn á. Nhị khoa nghệ tây mà. Có thẳng. Có thẳng như lỗ vậy nè. Lúc nào cũng vậy nè. Có quất rất ngủ ngon sáng mai. Sáng mai chú Lũ nhớ vậy làm nhiệm vụ nha. Dạ chứ. Lấy chìa khóa con nha. À. Chìa khóa xe con á, con để ngay chỗ cái bàn, ngay chỗ cái gốc cây với trển. Cái bàn ngay chỗ gốc cây. Cái gì? Ủa cái chị này là của Việt Nam mình mà chị xây chương trình gì vậy? Chị xây chương trình nhảy luôn hả? Cái chị đó người Việt Nam á thím. À, chị đó là Việt Nam, mẹ chị Việt Nam, ba chị Việt Nam luôn á.